Hello chào anh em, chào mừng em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Đây anh em đang sửa chữa điện hạ thế đây mọi người. Đây là anh thợ điện ở quê nha. Mọi người thử xem là anh thợ điện ở quê có khác gì với anh thợ điện ở trên thành phố không. Trước tiên thì thay mặt nhóm admin của Hội Điện Việt Nam xin chúc toàn thể tất cả mọi người một tuần mới làm việc an toàn, hiệu quả và gặp nhiều may mắn. Anh em mà yêu mến kênh YouTube của Điện Việt Nam thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mời anh em theo dõi video nhé. Kéo ra đây quấn quấn vài vòng nữa xong là đấu nó ra đây, nó dư giả đấu điện rồi, dây nó bị dư giả, đấu nó cứ thiếu thiếu. Ăn chính đây. Anh đâu ăn luôn chứ hay thế nào? Sau khi nối đấy, anh em nối rồi nét nẹt nếu bạn thấy video bổ ích hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.